Con nhà chơi hay đi làm nhá? Vâng. Nhà trong nhà con nhá. Vâng. Ở nhà trong nhà đừng rơi vào nhà nhá. Vâng. Đừng đi trốn tinh nhá con nhá. Nhà chờ mẹ tí nhá.
Đưa cái này, đứng dựa vào đây. Nhấc lên một cái thôi, nhấc một cái thôi. Ok rồi con. Rồi.
Thế thì con, sao lại ngồi dưới đây?